Chào mừng bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn. Hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái trang web làm coin, làm dog coin bạn nghe. Hoàn toàn miễn phí và làm liên tục. Cứ là không sau 0 phút tức là chúng ta làm liên tục bạn nghe. Hoàn toàn không có rút nha, hoàn toàn nó tự về ví Pocket Pay luôn. Đầu tiên các bạn phải có địa chỉ ví Pocket Pay. Nếu bạn chưa có sẽ đường link phần mô tả mình có nha. Để các bạn hãy đăng ký. Ok. Chúng ta sẽ vào cái kiếm cái trang. Ồ không không. Bên đây bạn nghe, bên cái phần zone lâu quá mình không vào. Ok. Ok, tại lại bạn lướt lại nghe thì mình nghe. Ok. Thì nó sẽ có cái phần là tiền gửi nè. Bạn vào phần tiền gửi cho mình. Thì chúng ta sẽ đào sao chép. Chúng ta sẽ sao chép cái phần Dogecoin nha. Ok. Và các bạn sẽ vào cái đường link phần mô tả của mình. Các bạn sẽ xem thấy là cái ngày hôm qua mình đã làm thử nè, về rất là nhanh, mình đã test trước cho các bạn rồi, thì nói chung là nó rất là an toàn và rất là uy tín. Hiện nay con Dogecoin khoảng chừng tầm thấp nhất là 7.000, 6.000, 7.000 tới mười mấy ngàn, 12, 13.000, giờ thời điểm này nó cũng chung là khoảng 8.000, mà theo vậy rất là nhanh, tự về nha, không cần phải hút, chúng ta chỉ cần làm nhận thưởng thôi, tự về. Ok. Thì cái trang web này sẽ đường link mô tả mình có nha. Đó là Elon Crypto. Crypto.org nha. Nó cung cấp cho bạn một tiền điện tử, cung cấp cho bạn là 0.0005 dot mà không cần phải không cần vài phút mà không liên kết trước. Ok. Hoàn toàn có thể về Pocket Pay nha. Thì nó nói bạn là phải có hai cái, một cái là Pocket Pay, hai là chúng ta phải có đường link mô tả của mình sẽ có hai cái này cho các bạn. 0 phút nha. Các bạn sẽ click vào chấm vào tôi không có cái máy giùm mình. Ok. Thì nó sẽ ra cái này chúng ta sẽ tìm nha. Một chiếc thuyền thì các bạn phải tìm một chiếc thuyền. Ok, kiểm tra. Các bạn nhớ làm những cái tra giùm mình nha. Tại yêu cầu gì tôi làm đó thôi. Ok. Sau khi xong các bạn thấy không? Nó sẽ cho ông ta cái biểu mẫu trước là vui lòng nhập liên kết antibot theo thứ tự. Ok, và thấy chữ 7x không? 7x thì chúng ta sẽ kiếm chữ 7x trước, nhấn vào 7x trước đây, 7x đây đấy, thì tương đương với đây vào 7x, còn 2x trừ thì tương đương với 2x trừ bên kia. Ok, chúng ta chọn từng cái nha, x trừ x là cái giữa này. Ok, trừ trừ x đúng không, trừ trừ x chúng ta bấm trừ trừ x nhập bao nhiêu trừ. Ok, nhận thưởng thôi. Ok, sau các bạn nhận thưởng xong á, các bạn muốn làm tiếp á, các bạn có thể sao chép từng link này nè, từng red nè, để chia sẻ cho bạn bè người thân chúng ta kiếm tiền thêm, hoặc là chúng ta kiếm thu nhập từ hoa hồng phần trăm, thì kiếm được 15% hoa hồng giới thiệu của bạn nghe. Ok, có là chúng ta kiếm tiền phụ động đó, vừa giúp được người ta mà cũng có thể vừa kiếm tiền chúng ta kiếm tiền được. Ok, các bạn nhớ lót trang web của mình, sau khi chúng ta nhận thưởng xong thì các bạn nhớ lót web của mình, tiếp tục nhớ kéo xuống nha, cho nó web nó lót để nó ra một cái lâm mới cho chúng ta. Chúng ta vẫn tiếp tục làm nha, và tôi khoan người máy lít vào đây. Với những kèo ri thì đa số là sẽ uy tín nhưng mà nó sẽ là rất ít, còn những kèo mà nói chung là nó lãi suất cao thì đa số sẽ là spam nhiều. Bạn nên chọn những cái kèo này làm cho nó an toàn. Trong mùa dịch này bạn nên xuyên làm thì những có thể kiếm tiền được nha. Ok. Mánh khay. Chọn mánh khay bạn nha. Chọn mánh khay. Nhấn mánh khay dưới đây. Có thể lót vào trang web khác. Các bạn cứ bấm vào ngược trở lại nha. Tại vì có thể nó bấm vào nó quảng cáo này. Dính quảng cáo thôi. Thì nó bấm ngược trở lại bình thường. Nhận thưởng. Chúng ta bấm ngược trở lại bình thường nó sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề làm của ta nha. Tại vì nó chỉ là một trang web quảng cáo, chạy quảng cáo thì bấm là bấm chúng thôi, bấm ngược là bình thường, trang web là chúng ta sẽ lướt bình thường. Ok, thì chúng ta sẽ bấm vào lướt tiếp nha, lướt trang web tiếp để chúng ta thấy làm tiếp tục, ta làm liên tục vậy, các bạn thấy làm liên tục. Thật sự mình chia sẻ các bạn chưa chắc gì mình có thể có thời gian mình làm, tại vì mình có rất nhiều cách để mình kiếm tiền mà chúng ta phải kiếm đầu tư. Còn các bạn mà muốn chơi riêng thì các bạn nên xin giùm mình làm riêng mà nó sẽ ít.
chúng sẽ an toàn cho các bạn. Mà thấy là 4 cộng 4 đúng không? 4 cộng 4 sòng 8. Ok, chọn số 8 thôi. Thì này dễ hơn cái kia nhiều đúng không? Ok. 2 cộng 4 16 à. 2 cộng 1 3, 2 cộng 1 2. Ok, 2 cộng 1 1. Nhận thưởng mà nghe. Thì các bạn thấy không? Sau khi nhận thưởng xong thì chúng ta mình sẽ còn rất nhiều cái nhận lam các bạn nha. Nhưng mà mình sẽ cho bạn xem là nó về forecast buy tức thì và không cần chúng ta phải rút. Ok. Sau khi ta bấm nhận thưởng vào cách bay, và nhớ nha, một cách bay xong chúng ta phải lướt nha, lướt trong web cho mình, tại vì nó sẽ lướt trong web, nó sẽ nó đã về rồi, nhiều khi nó chúng ta chưa hiển thị thì các bạn nên lướt trong web. Ok, còn theo Elon thấy không, bên đây là Elon Crypto Dot, còn đây là 0005 thanh toán nè, bình thường ngày 12/6 cực kỳ nhanh luôn và cực kỳ uy tín. Ok, những cái kèo này thì chung là nó rất là an toàn. Mình đã test trước cho các bạn rồi, thì các bạn cứ chơi thôi. Ok, chúc các bạn may mắn là làm thành công nha. Giờ mình sẽ qua phần quay số thứ nữa ngày hôm nay. Ok, đầu tư miễn phí cho mình với mình không? Ok, các bạn có đường link phần hay là có mình có cái trang web nào ok mình chia sẻ với mình thì mình có thể chia sẻ nha, chia sẻ mà mình kiếm tiền nha. Chưa chắc gì mình chia sẻ các bạn mà mình biết những cái thứ mà những cái mà nó hay, cái tốt mà các bạn biết mình chưa biết được thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Thì nói chung mình không có ngại làm rest của các bạn. Các bạn nếu mà có kiếm kèo kiếm tiền ok, các bạn cứ liên hệ với mình. Ok, xin chúc mừng bạn chào bé 4 nha, mình tặng bạn trong video này luôn. Nếu mà thấy hay thấy thích xin cho một like và đăng ký ủng hộ kênh ngày kênh một ngày phát triển hơn, tạo lợi cho mình kiếm trang web kiếm tiền riêng với các bạn hoặc thực kiếm tiền online trên mạng sàn mai sau cho các bạn. Các bạn hãy chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm của các bạn hoặc những web kiếm tiền ok cho mình hoặc là nhóm Zalo ok thì các bạn biết có những cái kèo mà các bạn biết mình không biết thì các bạn hãy chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng kiếm tiền. Nói chung là mình không ngại làm ghét ai cả, mình kiếm tiền được. Ok, chúc là thành công. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Đừng quên bình luận, comment để lại số điện thoại chúc thưởng ngày hôm sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.